Em xin kính chào các bác đã đến với video của em nha. Kênh hàng Nhật Bãi thì uh, kênh của em uh, chuyên bán những mặt hàng nội địa Nhật như uh, nồi cơm điện, bếp ga, uh, bếp từ. Thì uh, địa chỉ của em bán nằm ở uh, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Em xin uh, giới thiệu các bác là số điện thoại chốt đơn bên em là 0919407501 thì các bác ưng mẫu nào mặt hàng em quay video thì các bác chụp màn hình gửi qua Zalo cho em để chốt đơn thì em ship hàng toàn quốc có cọc chuyển khoản đủ thì em bao ship nhận hàng được kiểm tra trước mặt bưu cục thì cái bếp hôm nay em giới thiệu với các bác là một mẫu môi chè mẫu này là full chức năng và dòng vip nhất của hãng Paloma cái này là gọi là khủng long đó các bác Nghe một số bác nhìn uh, lạ lẫm thì nói giống môi chề đó thì em sớm em cũng có nói môi chề cho các bác hình dung là nó như vậy nha nhưng mà cái này là mặt đá đó mặt đá có kim tiếng óng ánh luôn thì em bác em tặng kèm cặp pin nè. bỏ vào đây cho các bác nha đó. đây mặt đá óng ánh nóng ánh luôn quá hơi rất là đẹp các bác thấy chưa cặp hái uh, bằng đồng luôn cặp bát lửa này bằng đồng luôn nha các bác đó, thì các bác nào thích nồi đồng cối đá mà xài lại bền bỉ mà chất lượng thì nó một trăm phần trăm đã có test kiểm định hết rồi rất là đẹp mới luôn các bác màu trắng tinh trắng uh, xám xám đấy các bác nó rất là sạch màu này thì các chị các cô rất là thích nha đây là bếp của mình là sản xuất vào tháng mùa một và hai thì hàng này cũng là dùng nước thôi nhưng mới còn đẹp như vậy các bác thì 2012 tới giờ có chục năm mà nhưng mà để còn được cái bếp đẹp như vậy thì chứng tỏ là người nhật người ta ít dùng cho nên là những mặt hàng này thì các bác nên mua ha vì sao những cái hàng này là hàng đời đầu nó làm rất là chất lượng kiểu nồi đồng có đá luôn các bác nấu thì các bác cứ yên tâm có là hai tầng lửa cho mình bếp nhật thì tiết kiệm 3 đến 40 phần trăm là ga cho mình có nấu là nè cơm nấu cháo nè có hẹn tách bật tách hai bếp luôn hẹn giờ tách đó Giờ có nút 3 giây nhấn vô để mình uh, chiên xào quá nhiệt độ 210 độ C đó là nó tự động tắt mình nhấn vào đây thì mình chiên quá nhiệt độ nó vẫn uh, cho mình sử dụng có nấu sôi này là nấu nước sôi có hẹn giờ còn bếp là nướng đồ đầy đủ cho các bác hết đây là nướng hai tầng nữa còn mới can các bác đây hàng lò nướng là riêng luôn không có sơn xịt lại hết cho nên là những cái mảng bám này là chứng tỏ là hàng đã qua sử dụng đây các bác nó còn ghiên chưa có sơn lại trên cho nên là trong đây nó còn dính bám vậy thì hình đó rồi thì em hả cấm ga vào em test chức năng là chống cạn nước và bếp tự động tắt tự động có ga rồi em sẽ quay cái về cái phần là chỉnh hướng dẫn này cho các bác hết nè đó là các bác mình xem rồi mình có mua thì mình thực hành theo ha à, kính thưa các bác em đã cấm ra vào ha bây giờ em bật lửa cho các bác xem nha nên đây nhấn vào cho em đó rõ đầu rất là đều tăng giảm thì cái cần gạt nút nhấn thì hiện đại rồi khỏi phải bàn về cái chuyện này thì nhấn vào thì bên đâu cũng như vậy thôi nhấn cho em đó thì đây là có hai mức nè này. này là nấu cơm này là nấu cháo đó nó thì mình chỉnh theo chế độ nào thì ở bên đây thì nó sẽ nhỏ lửa nhỏ để đảm bảo nấu cháo mình nó đều nó không có bị mau khô nước cạn nước gì đó thì nó có chức này giờ mình tới chỉnh chế độ nấu cơm là bây giờ mình đang bắt lửa lớn như thế nào mình chỉnh chế độ nấu cơm là sẽ nó nhỏ lại đó nó nhỏ lửa lại nha đó các bác thấy không để đảm bảo nấu cơm mình không bị khét bị khê thì người nhật người ta đã thiết kế kỹ sư nhật đã áp dụng những công nghệ tiên tiến để đi vào cái bếp này ha thì những cái dòng này thì các bác nên mua để trải nghiệm nó tốt cho là cả gia đình mình luôn thì giờ tắt này mình nếu mình không có chỉnh những chức năng này thì mình nó mình điều chỉnh cái nhiệt độ cao thấp thì bình thường mình muốn làm sao đó mình làm còn nhưng mình chỉnh vào những chức năng này thì mình phải phụ thuộc vào nó vì nó đảm bảo cho mình nấu cơm ra ngon nấu cháo ra ngon rồi thì cái bếp này mình đã test xong nha mình đã tắt đi rồi tới bếp bên đây này bên đây thì nó có cũng như trên là cái nút ba giây khi nhiệt độ quá cao nè mình nhấn vào đây nè mình giữ cho em đó là nó nổi lên đây là mình chiên xào quá nhiệt độ Uh, 200 độ C tới 250 độ C nó cũng vẫn cháy cho mình để mình uh, thí dụ mình gan đậu phộng nè, mình uh, uh, xào chiên gì quá nhiệt độ nó vẫn còn cháy cho mình, nó không ấy mình tắt cho em ha. Còn bên đây là có chỉnh nhiệt độ là 140, 160, 200, 200 là cao nhất nè, 140 nè. Còn bên đây là 160, đây là 180, đây là 200. Đó, vậy là 200. Đơn giản Thôi các bác. Bây giờ em sẽ chỉnh qua cái chế độ là cái bếp này là cho nó tắt nè. Bấm vào đây. đây, đây, đây tắt cái này đi. À, bấm vào đây. Là cái bếp này đang cháy nè. Là cái em coi coi này nó được hết thời gian hình như là 40 phút cái gì đó. À, nó được tới 90 phút. 99 phút luôn nha các bác. Là có thể là chín chỉnh hết mức là 99 phút. Thì bây giờ em chỉnh là còn lại là một phút là cái bếp này nó sẽ tắt đó thì các bác nhắn giữ hoài thì nó chạy thôi đó hết một phút sau thì bếp này nó sẽ tắt thì các bác lưu ý coi giúp em ha thì những mặt hàng này em đều test ok hết rồi nhưng mà để uh, quay lên đây thì có hình thức cho các bác xem là uh, nếu các bác mua cái bếp này thì nó sẽ hoạt động như thế này gì đó nó hoạt động như thế đó đúng video thì uh, mình coi xong cái video này cái mình uh, có mua thì mình xài đi gan vậy luôn nó rất là phù hợp đó các bác thấy không là bắt đầu là 30 giây nó sẽ đếm đồng hồ ngược thì đó bắt đầu nó điếm rồi các bác thấy chưa là nó sẽ tắt những cái mẫu này ấy, nó kiểu như là nó quá xịn sò rồi một số bác mà mà đã mà trải nghiệm hàng nhật thì không bao giờ bỏ qua được cái những cái mặt hàng như thế này thì chung là hàng vip hàng xịn sò nha các bác màu trắng rất là đẹp còn hàng dùng nước nha còn mới đẹp lắm thì một tí xíu nó sẽ tắt thì các bác cùng xem với em nha để mình uh, xác thực là những cái gì em nói là nó đều có là sự thật và khi các bác sử dụng thì nó cũng áp dụng vào đó đó rồi nó tắt rồi nha các bác thấy không đó, nó báo tắt rồi rồi bây giờ mà nó tắt xong nó cũng khóa ra rồi đó giờ mình tắt đi và em chỉnh tới tiếp cái bếp bên đây là cho cái bếp bên đây nó tắt nha các bác đây, em chỉnh nhỏ lửa lại rồi, em chỉnh cho bếp bên đây là một phút nó tắt luôn rồi thì nó cũng có 99 phút nó có hẹn tối đa là 99 phút và hẹn thấp nhất là một phút nó sẽ tắt rồi xong là em tới lò nướng luôn đó em hẹn luôn cái giờ lò nướng cho bác xem lửa rất là đều cảm biến cái hiệu mà paloma này em nghĩ là không bao giờ các bác bỏ qua được vì sao nó rất là dày dặn nặng tốt có chất liệu của nó em bán thì em cũng thích cái dòng paloma này lắm vì sao vì được các bác rất là ưu chuộng những cái bác mà ở khu vực mà ngoài miền bắc á, rất thích là paloma cái hiệu này gọi là nồi đồng có đá ăn chắc mặt bền nè vì sao vì cái hãng này là hãng xưa của nhật luôn nó đã chế tác bếp này là rất là lâu đời rồi vì những cái gì nó tiên tiến nó đảm bảo điều áp dụng vào cái hãng bếp nhất là cái bếp vip nhất của hãng là bếp này đây đây mấy giây nữa nó sẽ tắt nè các bác thấy không rồi tắt cho em rồi tắt liền bác thấy không rất là ok nha đó thì giờ em tắt đi giờ em tới chỉnh là cái cái lò nướng lắc vào đây giờ, lò nướng hai tầng lửa này các bác thấy không em cũng hay khuyên các bác đó là mình mua hàng mình chọn cho kỹ nha mình mua cái một cái gì nó tốn một lần rồi, thôi nhiều khi mình tiết tiền mình mua cái, cái nó trong lửa này em đã chỉnh ok rồi, các bác nó nó cũng không có là chỉnh được thêm nhiêu đâu nó không có ấy tại vì em chỉnh là đúng cái lửa này luôn các bác nếu ví dụ nướng đồ ăn các bác để canh cái đúng cái giờ thì nó là sẽ là lấy ra luôn khỏi cần chở gì hết tại vì nó có hai tầng lửa thì bây giờ làm hẹn cái này là hẹn hết lóc của nó là được 15 phút thì cái lò nướng là hết lóc 15 phút nhưng mà nãy giờ em đã bắt là nó trừ hết một phút rồi đó nha các bác hoặc là 14 phút bây giờ mình em chỉnh lại là, là cuối cùng là còn một phút nè là nó sẽ tắt cái lò nướng này luôn. Rồi xong nữa là em sẽ test về cái vấn đề là nước cạn nồi tự động tắt, tự động khóa ra cho các bác xem. Thì cái video nào em cũng quay như thế hết. Thì để đảm bảo là những mặt hàng các bác mua thì nó sẽ nó diễn ra như thế đó như vậy đó. Thì một phút sau thì nó sẽ tắt nha. Thì cùng chờ đợi với em. Thì mình mua hàng, mình xem kỹ giúp em nha. Rồi mình mua chứ một số bác cứ bảo em á là quay tới quay luôn mà cuối cùng không có mua được rồi những thông tin em nói thì các bác cứ nghe lắng nghe kỹ rồi các bác chốt với em còn một số bác cứ vô hỏi nhân hỏi cụ hoài luôn mà hỏi những vấn đề em đã nói trên video hết trơn rồi đó thành ra là nó mất thời gian của các bác rồi nó thời gian của em thì em cũng đâu nói chi vì em bán buôn phải bỏ ra thời gian rồi nhưng mà để các bác còn làm việc này việc kia nhưng mà các bác để hỏi một vấn đề mà đã nói rồi thì mà các bác lắng nghe giúp em nha, chứ nhiều khi đây tắt một hai ba tắt đó bếp tắt các bác thấy chưa, nó báo hiệu nè, đây, này thì mình tắt cho em, đó thì đã qua tính năng hẹn giờ là như trên nó hoạt động ok hết nha các bác, bây giờ tới là em uh, quay cái về cái phần là uh, nước uh, cạn, nồi thì tự động tắt nè nắm vô ra cho em nè, nó nhỏ lại thì cái cái công đoạn này là thường là em sẽ lấy một cái cái miếng sắt em để lên em làm tượng trưng là cái bếp cái bếp nồi mình đó nó cảm biến nó tắt nhưng mà để mà quay gì nó hơi lâu thì em mới dùng cái bếp khò này bình khò em khò vô Đây, rồi nó sẽ tự động tắt nha các bác này, nó đang đang cảm biến rồi đó rồi nó bắt đầu thì nó, nó sẽ tắt luôn đó rồi nó tắt nó báo hiệu đồng hồ cái đây nó tắt nè rồi tới đây bên em bên, bên đây cũng vậy luôn nha các bác đó, đó nó đã cảm biến rồi em một tiếng nó nữa nó sẽ tắt rồi nó tắt rồi nhưng mà nó tắt như vậy là nó sẽ khóa ra luôn nha các bác khi các bác có màu ra lại nó cũng không có hoạt động đâu cái này là đã có kiểm định rồi nhưng mà để quay thêm cho các bác xem nữa nha đây đây nó không cháy lại nha các bác nó không cháy lại nha thì hôm nay cũng vậy luôn không cháy lại luôn đó rồi thì rất là ok nha các bác thì bắt đầu mình tắt đi rồi một tí nữa, qua cái cảm biến tầm 15-20 giây thì nó sẽ là hoạt động lại bình thường nó đang cảm biến cảm nhận là nhiệt độ quá nhiệt độ là nó chưa có cho bắt lại đâu đó cho nên là mình phải là chờ 15 20 giây thì trong cái thời gian này em cũng báo giá luôn thì bếp này em đang bán giá là 5 ,2 triệu 2 thì đúng giá các bác mua cọc cho em 500 ngàn đồng còn chuyển đủ 5 ,2 triệu 2 thì em bao ship bếp này là tầm 18 kg 20 kg đóng hàng đóng thùng luôn là trên 20 kg thì tiền ship là cũng mấy trăm ngàn đó các bác hai ba trăm ngàn bây giờ là bình thường. Những khu, những bác ở khu vực uh, Em ưu tiên cho trong nội thành Sài Gòn nha và những các uh, thành uh, phố lân cận thì uh, những bếp này nó rất là nặng cho nên là phải cọc cho em 500 Nhưng mà nếu ghi bếp ga thì đều cọc 500 hết nha các bác. Tiền cọc cũng chưa vào tiền hàng thôi. Những mặt hàng nặng nề này thì phải có rồi bắt đầu bật lại nha đó rồi thì bây giờ là lửa lên bình thường lại nè nó còn nó còn cảm biến nó nói các bác thấy không hình như bên đây bấm trước mà đúng không này nó nó còn ở đây nè nó còn báo đây là chưa có bấm lại được nữa đó là nó còn đang cảm biến nè đó giờ nó mới nó mới có hồi phục lại thôi rồi tiếp bên đây đó nhỏ lửa lại rồi thì uh, tóm tắt lại là bếp paloma mặt đá có kim tiếng rất là đẹp luôn sản xuất 2012 hàng dùng lướt Em đang bán với giá là 5 triệu 2 Mua thì cọc cho em 500 Chuyển đủ 5 triệu 2 thì em bao ship Bán bếp bảo hành luôn các bác là 1 năm Đó là bảo hành cho các bác là các bác cứ gọi trực tiếp cho em Em sẽ hư hỏng đổi sửa trả cho các bác trong vòng là 1 năm những mặt hàng của em bán có bảo hành thì các bác cứ yên tâm sử dụng nha đã kiểm định có hẳn hầu trên video vậy rồi thì mình cứ yên tâm thì hãy làm việc với em hãy tin tưởng nhau dù chỉ một lần các bác trao cho em niềm tin thì em trao lại cho các bác cái cứ gọi là chất lượng Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em chân thành. Cảm ơn các bác. Bếp quá đẹp, quá đẹp các bác ơi.